Xin chào các bạn, trên tay mình là chiếc đồng hồ D-Ray, mã là 8102. Chiếc đồng hồ có thiết kế thể thao, vỏ bằng nhựa, dây cao su. Đồng hồ D-Ray là một thương hiệu đến đồng hồ của Trung Quốc nhé. Có máy rất là bền, thiết kế với đặc tính nổi bật là khả năng chống chịu va đập và chống nước của nó rất tốt. Các bạn dùng đi mưa rửa tay thoải mái, không lo bị vào nước đâu ạ. Ở video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng và chỉnh giờ của chiếc đồng hồ D-Ray này nhé. Ở trên màn hình chính của đồng hồ thì có hiển thị giờ này, chuông báo thức. Đây là các thứ trong tuần nhé. Bên cạnh trái là có nút mode, light. Bên phải là reset này và start này. Nút light này là các bạn ấn vào đây để xem đèn của đồng hồ nhé, khi trời tối nhé. Nút mode này để chuyển qua các chức năng trên đồng hồ. Ấn một lần đây là đo thời gian, đo thể thao này. Ấn lần thứ hai là cài đặt báo thức. Tiếp theo là cài đặt giờ của đồng hồ này. Ấn một lần nữa là nó về màn hình chính. Nút reset này là các bạn ấn và giữ nhé. Các bạn sẽ thấy giờ báo thức của đồng hồ. Ở đây là 7:35 này, giờ chiều nhá. Các bạn thấy chữ P ở đây và chữ P ở đây này là giờ chiều. Còn ấn vào nút này là các bạn xem ngày và tháng của đồng hồ nhá, tháng trước và ngày sau và thứ của đồng hồ. Đấy, các bạn ấn vào giữ nút start này. Rồi mình sẽ đi đến chỉnh chi tiết từng thông số trên cái đồng hồ này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh thời gian của chiếc đồng hồ này nhá. Các bạn ấn nút mode 3 lần này. Các bạn sẽ thấy dây nhấp nháy không ạ? Nhấn start để cho nó về không. Hoặc là không ấn được, các bạn chỉnh ấn nút reset này để nó chuyển sang số phút để chỉnh phút. Đấy, ấn nút start này để thay đổi nhá. Ở đây nó chỉ có một chiều thôi nên các bạn có thể giữ này để nó số nó nhảy nhanh hơn. Đấy, khi nào cần đến các bạn ấn chậm này cũng được. Tiếp tục chỉnh xong phút, các bạn ấn nút reset này để chỉnh số giờ nhé. Số giờ nhấp nháy, các bạn ấn start này để thay đổi số giờ. Nhấn vào giữ, nhấn vào giữ. Đó. Khi chỉnh giờ này các bạn lưu ý nhé, giờ của đồng hồ sẽ có hiển thị là 12. Khung 12 giờ là khung 24 giờ. Ở đây các bạn nhìn thấy chữ H không ạ? Thì nó đang là khung 24 giờ nhé, nó sẽ chạy đến 24 giờ. Đó. Khi nó chạy hết khung 24 giờ thì nó lại chuyển sang khung 12 giờ. Thì bạn nhìn thấy chữ A ở đây là buổi sáng. Nó chạy hết buổi sáng, nó sẽ chạy đến buổi chiều. Thế có thêm chữ PM ở đây, chữ P ở đây và PM ở đây. Được chưa? Các bạn muốn để khung 24 giờ và khung 12 giờ thì chọn ở đây nhá. Đây mình để khung 24 giờ đi, là 4 giờ sáng, 5 giờ sáng này. Các bạn ấn tiếp nút reset để chỉnh ngày và tháng. Ở đây thì tháng trước và ngày sau nhé, các bạn ấn, các bạn chỉnh ở đây nhấp nháy, đây là ngày nhé, ngày sau các bạn nhấn nút start này để thay đổi, nhấn nó giữ nhé, nếu mà nó xa quá các bạn giữ này cho nó nhanh. Đấy, nhấn nút reset để chỉnh tháng. Chỉnh xong tháng bạn ấy, ấn nút reset tiếp, các bạn sẽ thấy đây là các thứ ở trong tuần. Các bạn ấn nút start này để thay đổi nhá. 6, 7, đấy. Chủ nhật thứ 2, thứ 3. Khi các bạn chỉnh xong hết rồi thì các bạn ấn nút mode này để thoát ra ngoài, hoặc là ấn nút reset này để chỉnh quay lại từ đầu. Ở đây mình chỉnh xong thì mình ấn nút mode này nhá. Là các bạn đã chỉnh xong thời gian của cái chiếc đồng hồ này. Tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt báo thức của đồng hồ này nhá. Ở màn hình chờ này, màn hình chính này, các bạn ấn mốt 2 lần, 1, 2. Ở đây là giờ nhấp nháy trước. Thì các bạn chỉnh nút reset này để thay đổi số giờ nhé. Đấy, các bạn lưu ý đây là 24 giờ, đây vẫn là chữ H này. Đó. Nhấn nút reset này để chỉnh số phút. Ok, đây mình xem lại giờ nhé, đây 5:56 này. Mình sẽ xem lại để chỉnh cho nó 5:56.
để các bạn nghe được chuông báo thức của đồng hồ. Năm bảy này, đây năm rồi, năm bảy rồi. Mình sẽ phải chỉnh cho lấy 5859 đi, là hẹn giờ 5859 nhá. Các bạn nhìn thấy chuông ở đây không? Chuông ở đây là nó đang là báo là mình đã cài đặt được cái giờ báo thức rồi nhá. Nếu mà các bạn muốn tắt đi ấy, thì các bạn ấn nút hai lần này. À, xin lỗi các bạn, đây mình chỗ này là hơi nhầm tí. 5 6 5 58 này. Ở đây mình đã cài đặt xong rồi nhá. Cái này là chuông báo thức đang cài đặt nhá. Nếu mà muốn tắt đi các bạn ấn cả hai nút này một lúc này. Đấy, nó sẽ mất chuông ở đây đi. Ở đây mình đang bật nhá, mình ấn lại để bật lên cho các bạn nghe tiếng chuông của đồng hồ. Mình muốn tắt bật thì mình ấn hai nút này nhá. Nút reset và nút start này. Cùng một lúc nó sẽ kêu tít một cái và nó mất luôn cái hình ảnh cái chuông báo thức ở đây đi. Đó, bạn thấy không ạ? Thực ra chuông nó kêu thì cũng bình thường thôi, không phải là to lắm. Khi chuông nó kêu ấy, thì các bạn ấn nút reset này nhá, để nó tắt nó đi nhá. Đấy, nó sẽ tắt đi này. Mình tắt hẳn chuông đi thì mình sẽ giữ cả hai này. Đấy, sẽ mất chữ alarm đây và mất cái hình ảnh chuông báo thức ở đây đi, là không cài đặt báo thức nữa. Đó, về cài đặt báo thức là như vậy. Còn tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chức năng bấm giờ thể thao trên con đồng hồ này nhé. Các bạn ấn mỗi một lần này thì nó hiện ở đây tất cả số 0 hết. Để đo thì các bạn ấn nút start này để bắt đầu đo nhé, bắt đầu đo thời gian, đến start để dừng lại, đến start để tiếp tục. Đấy, nó sẽ đo tiếp thời gian mình vừa dừng lại. Đấy, khi các bạn muốn reset về 0 thì bạn dừng lại và các bạn ấn reset này về 0 này, chưa? Đó là kiểu đo đầu tiên. Kiểu đo thứ hai là khi các bạn ấn start, các bạn ấn nút reset này thì đo thời gian đo đây nó sẽ dừng ở 5 giây thời điểm bạn ấn nút reset này, còn thời gian đo tổng từ đầu thì nó vẫn chạy. Đấy, nó vẫn chạy, các bạn ấn reset phát nữa này. Thấy chưa, nó đang chạy đến 19-20 giây rồi. Bạn hiểu không ạ? Các bạn ấn reset nó sẽ tạm thời dừng ở cái thời gian bạn vừa ấn. Và bạn ấn tiếp nút reset, nó sẽ tính thời gian tổng ở đây 33 giây. Một trường hợp nữa là khi các bạn ấn nút reset này, nó dừng lại đúng không ạ? Dừng thời gian tạm thời lại, đồng hồ chính vẫn chạy. Các bạn ấn nút start này, tức là đồng hồ đo chính của nó vẫn nó đã dừng lại khi tại thời điểm bạn ấn start. Đây mình sẽ xem nhá. Các bạn ấn nút start reset này rồi nhá các bạn. Nhấn một nữa, lần nữa đấy, là thời gian đo tổng của nó đã dừng lại ở 45 giây là thời điểm các bạn ấn nút start này. Các bạn ấn nút start nó sẽ đo tiếp. Đấy. Ấn dừng này. Rồi reset về 0. Đó. Ở đây nó cũng hơi phức tạp một chút nên là các bạn có gì xem lại video nhé, để hiểu. Tức là ấn start, ấn reset này nó sẽ dừng lại, thời gian tổng thì nó vẫn chạy, nó vẫn chạy, xong rồi các bạn ấn reset một lần nữa thì nó sẽ hiện lên thời gian tổng cho các bạn. Đấy, thời gian tổng đo từ đầu cho các bạn 5 giây. Các bạn ấn dừng, các bạn ấn nút start này thì thời gian tổng nó cũng kết thúc tại thời điểm các bạn ấn nút start này. Thì các bạn ấn nút reset này để xem này. Đấy, thời gian tổng là 9 giây, được chưa? Đó, đó là về đo bấm giờ, chức năng bấm giờ thể thao của đồng hồ.
Tiếp theo đồng hồ này có một cái nữa là nó hay báo thức, à không phải báo thức mà nó báo báo giờ, cứ đến giờ nó một tiếng nó báo một lần nhé, 5, 6 giờ, 7 giờ nó báo một lần. Thì làm sao để các bạn bật lên còn tắt đi nhá? Thì ở đây là ở màn hình chính này, màn hình xem giờ này, đây một, đây là màn hình chính màn hình xem giờ, đây thứ ba, đây 6 giờ ngay. Thì làm sao để bật tắt cái chức năng đấy ấy? Thì các bạn giữ nút này, chưa, giữ nút reset này, các bạn ấn nút mode. Đấy, các bạn thấy không, ở trên biểu tượng các thứ trong tuần ấy thì nó sẽ bật hoặc tắt này, đây tắt bật. Khi các bạn bật lên này nữa là đến giờ nó sẽ kêu, được chưa, nó sẽ kêu tít một phát. Còn đây là bạn tắt đi này, tắt đi này, bật lên này. Đây mình bật lên thử xem nhá, 6:03, 6:03 mình sẽ chỉnh giờ của đồng hồ này. Rồi, chỉnh xong thì các bạn giữ nút reset này, đấy thấy nó thông báo đây là nó sẽ có chuông, à sẽ có tiếng kêu, cứ mỗi tiếng nó kêu một lần, đấy tít một phát khi nó nhảy giờ nó sẽ kêu một lần. Ok, về video hướng dẫn sử dụng đồng hồ D-Ray của mình thì đây là kết thúc. Các bạn có thắc mắc gì có thể để lại bình luận ở cuối video nhé. Bình luận ở bên dưới mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.